quân bình, năm căn. Sau khi chỉ dạy về lợi ích của việc hành thiền tứ niệm xứ, Đức Phật nêu rõ phương pháp hành thiền trên bốn lĩnh vực quán niệm, thân, thọ, tâm, pháp, với sự tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Sự hành thiền sẽ kết quả khi có sự quân bình ngũ căn là tín, tấn, niệm, định và huệ. Tinh cần. Tinh cần hay tinh tấn được dịch từ chữ Atapi. Nguyên gốc Atapi là Atapa. Atapa có nghĩa là sức nóng của mặt trời. Sức nóng của mặt trời có thể làm cho các vật bị nung nóng, bị héo úa và có thể bị cháy luôn. Cũng vậy, sự tinh tấn sẽ nung nóng hay đốt cháy phiền não. Do đó, Atapi có nghĩa là người có nỗ lực chánh niệm và tỉnh giác thật sự để thanh lọc tâm ý. Khi Đức Phật còn là Bồ Tát, Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề và có tâm nguyện thật vững chắc. Dầu cho máu cạn thịt khô và thân này chỉ còn da bọc lấy gân xương, ta sẽ không rời khỏi chỗ này nếu không giác ngộ. Ta sẽ nỗ lực tinh tấn cho đến khi đạt thành chí nguyện. Như vậy, muốn có chánh tinh tấn, phải có một ý chí dũng cảm, quyết tâm thực sự. Và sự dũng cảm tinh tấn này là để thiêu đốt các ô nhiễm trong tâm, loại trừ những tâm sở bất thiện bằng cách vun bồi những tâm sở thiện. Các bạn đã thể hiện nỗ lực tinh tấn bằng cách đến đây tham dự một khóa thiền dài hạn như thế này. Nhưng không phải chỉ tham dự khóa thiền là đủ. Bạn phải thực tâm nỗ lực tinh tấn liên tục trong suốt khóa thiền, qua các oai nghi và sinh hoạt trong ngày. Chánh niệm hay sati. Chánh niệm là có trí nhớ. Trong thực hành, chánh niệm là ghi nhận đối tượng đang sinh khởi trong giây phút hiện tại. Chánh niệm cần phải sâu sắc, liên tục và khắng khích đồng thời với đề mục. Một sự ghi nhận hời hợt không thể gọi là chánh niệm, mà phải đi thẳng và xuyên suốt vào đối tượng. Nhờ tinh tấn, ta ghi nhận được đối tượng, và do đó chánh niệm được vun bồi. Nói khác đi, giây phút nào ta có chánh niệm là giây phút đó ta có tinh tấn. Trong câu kinh Đại Niệm Xứ, chánh niệm được đặt sau tỉnh giác, nhưng thật sự, trong khi thực hành, phải được đặt ngay sau tinh tấn. Tỉnh giác hay là huệ, ý thức sáng suốt hay tỉnh giác là thấy một cách rõ ràng. Bất kỳ đề mục nào được ghi nhận, thiền sinh sẽ thấy một cách chính xác. Chẳng hạn, khi chú tâm vào hơi thở, sẽ thấy hơi thở một cách rõ ràng, thấy rõ hơi thở vào khác hẳn hơi thở ra, và hơi thở ra cũng khác hơi thở vào. Thiền sinh cũng trực nhận được qua hơi thở, chẳng qua là yếu tố gió với đặc tính bành trướng, di chuyển, cứng mềm, nặng nhẹ. Thiền sinh cũng thấy rõ hơi thở khởi sinh và hoại diệt. Và lúc bấy giờ, chỉ có hơi thở và sự ý thức về hơi thở mà chẳng có cái gì gọi là người, chúng sanh, đàn ông, đàn bà gì cả. Sự hiểu biết rõ ràng như vậy gọi là tỉnh giác hay trí tuệ. Khi có tỉnh giác hay có sự hiểu biết rõ ràng về một vật nào đó, thì bạn sẽ hiểu rõ mọi khía cạnh của vật đó. Như vậy, tỉnh giác hay sự thấy biết rõ ràng không đến ngay từ lúc đầu, nhưng sẽ đến sau khi bạn đã đạt được một số kinh nghiệm thực hành. Nói cách khác, bằng tỉnh giác, thiền sinh sẽ thấy được đối tượng trên mặt chân đế, Ultimate Realities.
chứ không phải trên mặt tục đế hay ý niệm, concept nữa. Định. Muốn sự hiểu biết rõ ràng hay tỉnh giác khởi sanh, cần phải có sự định tâm. Không có sự định tâm thì sẽ không có sự thấy biết rõ ràng. Định tâm là một tâm sở, giữ cho những thành phần của tâm trụ vào đối tượng, không để chúng tản mạn bên ngoài. Định tâm thường được mô tả là trạng thái của tâm, có thể trụ trên đối tượng một thời gian dài. Chẳng hạn, nếu lấy hơi thở làm đối tượng, thì lúc có định tâm, tâm sẽ ở trên đối tượng là hơi thở mà không hướng đến một đối tượng nào khác. Vào mỗi thời điểm, tâm sở định đều giữ tâm và những tâm sở liên kết hội tụ vào đối tượng. Định tâm gom giữ tâm chặt chẽ, không để cho chúng hướng đi nơi khác. Định tâm là một điều kiện cần thiết để tỉnh giác hay sự hiểu biết sáng suốt khởi sanh. Do đó, mặc dù có ba yếu tố được nói đến là tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm, nhưng chúng ta phải hiểu là định tâm đã được bao gồm trong đó. Tín. Khi hành thiền, bốn yếu tố tấn, niệm, định, huệ hay tỉnh giác phải hoạt động một cách hài hòa. Nhưng còn một tâm sở khác cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hành thiền là đức tin. Không có đức tin, chúng ta sẽ không hành thiền. Đức tin ở đây không phải là đức tin mù quáng, mà là sự tin tưởng vào Đức Phật, giáo pháp và pháp hành mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta tin tưởng rằng khi chú tâm vào những đề mục thân thọ tâm pháp này, thì tâm ta sẽ không loạn động, phiền não sẽ không chi phối. Và một khi tâm đã an tịnh, tĩnh lặng, thì ta sẽ thấy rõ bản chất thật sự của mọi sự vật trên thế gian là vô thường, khổ và vô ngã. Khi thấy được chân tướng của sự vật, thì chúng ta sẽ không còn bám níu vào chúng nữa. Đây là một loại đức tin thật sự, một loại tin tưởng căn bản, và những điều tin tưởng này có thể được minh chứng qua sự thực hành. Bởi thế, đức tin là một yếu tố quan trọng trong việc hành thiền. Tuy không hiển lộ một cách rõ ràng, nhưng đức tin vẫn tiềm tàng trong đó và hoạt động một cách hài hòa với những yếu tố khác. Quân bình năm căn. Như vậy, có tất cả năm yếu tố chủ yếu trong việc hành thiền. Tiếng Pali gọi là Indriya, nghĩa là năm lực hay năm căn: tín, tấn, niệm, định, huệ. Các thiền sư khi dạy thiền thường hay nhắc đến năm yếu tố này. Năm lực này đều là những tâm sở phải hoạt động đồng thời và quân bình với nhau, thì việc hành thiền mới có kết quả tốt đẹp. Quân bình giữa tấn và định. Khi hành thiền, hai yếu tố quan trọng là tinh tấn và định tâm cần được quân bình. Nếu yếu tố này trội hơn yếu tố kia, việc hành thiền sẽ thất bại. Tinh tấn phải vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít. Đôi lúc chúng ta cố gắng hết sức bởi vì chúng ta muốn mau đạt được kết quả. Vì tham muốn mau đạt được kết quả, nên chúng ta cố gắng nỗ lực. Nhưng vì có quá nhiều nỗ lực, nên tâm bị dao động và bất an. Bị dao động và bất an chi phối, thì định tâm cũng mất luôn. Như vậy, quá nhiều tinh tấn cũng không tốt. Nhưng nếu ít tinh tấn thì sao? Chúng ta sẽ bị buồn ngủ và làm biếng, chi phối nên cũng không thể định tâm được. Như vậy, tinh tấn không được nhiều quá cũng không được ít quá. Cần nhớ một điều về sự tinh tấn và định tâm. Khi yếu tố này quá trội, thì yếu tố kia bị giảm sụt. Có quá nhiều tinh tấn,
định tâm bị giảm sụt. Nhưng khi không có đủ tinh tấn, định tâm cũng bị giảm sụt. Định tâm cũng không được nhiều quá. Khi định tâm quá nhiều, chúng ta trở nên biến nhát, có khuynh hướng muốn được nhàn nhã thoải mái, nên tinh tấn bị sụt giảm. Giả sử chúng ta đang hành thiền và định tâm đang tốt đẹp. Khi định tâm tốt, ta không cần nhiều nỗ lực tinh tấn, nhưng tâm ta vẫn ở trên đề mục. Do ở chỗ không cần cố gắng nhiều, vẫn định tâm dễ dàng, khiến ta có khuynh hướng lơi là tinh tấn. Vì tinh tấn lơi là, nên sức mạnh tinh tấn giảm sụt, khiến tâm ta trở nên trì độn, lười biếng, giải đãi, dẫn đến giả dười, buồn ngủ. Trong trường hợp này, chúng ta cần phải thúc đẩy tinh tấn bằng cách chú tâm khắng khích vào đề mục hơn, hoặc đôi khi cần phải liên tiếp ghi nhận nhiều đề mục. Khi phải ghi nhận nhiều đề mục khác nhau liên tiếp như vậy, tâm sẽ hoạt động hơn và tinh tấn sẽ gia tăng để quân bình với tâm định. Theo Hòa Thượng Mahasi, thì lúc ghi nhận nhiều đề mục, ta có thể ghi nhận cảm giác ngồi và cảm giác tại nhiều nơi trong cơ thể như sau. Chú tâm vào sự ngồi hay toàn thể cảm giác ở lưng. Kế đến, chú tâm vào cảm giác ở mông, tiếp xúc với sàn nhà. Rồi lại chú tâm vào sự ngồi hay toàn thể cảm giác ở lưng. Kế đến, chú tâm vào cảm giác ở chân, tiếp xúc với sàn nhà. Rồi lại chú tâm vào sự ngồi hay toàn thể cảm giác ở lưng. Kế đến, chú tâm vào cảm giác ở đầu gối. Rồi lại chú tâm vào sự ngồi hay toàn thể cảm giác ở lưng. Kế đến, chú tâm vào cảm giác ở vai. Rồi lại chú tâm vào sự ngồi hay toàn thể cảm giác ở lưng. Kế đến, chú tâm vào cảm giác hai tay đụng nhau. Rồi lại chú tâm vào sự ngồi hay toàn thể cảm giác ở lưng. Cứ như thế, chú tâm hết bên phải, lại sang bên trái. Chỗ nào không có cảm giác, thì cũng chú tâm một lát, sau đó lại chú tâm đến điểm khác. Chỗ chú tâm chỉ bằng cỡ đồng xu. Như vậy, tinh tấn và định phải được quân bình để việc hành thiền được tốt đẹp và tỉnh giác phát triển. Có một điều thiền sinh thường gặp phải là khi thấy tâm định tốt đẹp, liền cố gắng tinh tấn thêm lên, nghĩ rằng làm như thế định tâm càng tốt đẹp hơn và tuệ giác càng phát sinh nhiều hơn. Nhưng vì thêm quá nhiều tinh tấn, nên tinh tấn và định thiếu quân bình, do đó kết quả đã đi ngược lại những gì ta muốn. Quân bình giữa tính và tuệ. Trong đời thường, một người có đức tin quá mạnh thì dễ tin tưởng vào bất cứ điều gì hoặc dễ bị lợi dụng. Một Phật tử với tính căng thái quá dễ trở nên quá khích và khó thể phát triển trí tuệ thấu suốt thật tướng của sự vật. Trong thiền tập thì tâm sở tín vượt trội sẽ làm chao động các tâm sở khác, do đó làm đình trệ sự thực tập của hành giả. Trái lại, một người không lanh bén nhạy ngoài đời dễ trở thành đạo đức giả hay dùng lý luận cực đoan để tránh làm các việc thiện như bố thí, trì giới, tu tập. Họ cũng hay dùng hiểu biết, biện tài để thuyết phục kẻ khác, thay vì để tâm lực thực hành giáo pháp. Trong thiền tập, nếu huệ căn vượt trội, thì dễ có khuynh hướng vận dụng hiểu biết và kinh nghiệm để phân tích, phán đoán, phê bình và ít đức tin để chịu kiên trì tinh tấn hành tập. Do đó, tính căn phải song song và cân bằng với huệ căn. Chẳng hạn, cùng một trường hợp, khi đạt được tuệ sinh diệt, kinh nghiệm được nhiều điều mới lạ, thì hành giả rất thỏa thích, hân hoan về kết quả thực tập của mình bằng nhiều cách khác nhau. Với một thiền sinh về tính căn, người này sẽ đến đê đầu đảnh lễ trước tượng Phật hay trước vị thầy, đôi khi bật khóc để tỏ lòng tin tưởng và biết ơn, hoặc có thể đi kể với bạn bè về những kinh nghiệm vừa đạt được, hay nhiều khi còn đứng ra thuyết pháp nữa.
Nhưng đối với một thiền sinh thiên nhiều về huệ căn, sau khi đạt kết quả như vậy, lại nôn nóng muốn tiến bộ hơn, hoặc sẽ ngồi lại xét duyệt hay quán chiếu nhiều lần các kinh nghiệm mới, hoặc nghĩ cách dùng chúng để áp dụng đùa giỡn với các đề mục khác. Cả hai trường hợp này đều cần phải có chánh niệm điều chỉnh thích nghi. Vai trò của chánh niệm. Riêng về chánh niệm thì trong mỗi giây phút thực tập, tâm sở này phải luôn luôn có mặt, luôn luôn vững mạnh để điều hòa bốn tâm sở kia. Sở dĩ như vậy vì ba tâm sở tín, tấn, huệ hay có khuynh hướng dao động. Công năng của chánh niệm là bảo vệ, điều chỉnh các tâm sở này để giảm bớt sự dao động ấy. Tâm sở định trái lại có khuynh hướng lười chậm, trì trệ, nghĩa là tâm định mạnh thì ta thường tự động bớt đi nỗ lực, giảm tấn căn xuống thấp. Do đó chánh niệm có công năng nâng cao sức tinh tấn để làm thăng bằng mức cố gắng và mức định tâm. Như vậy, niệm căn là một yếu tố vô cùng quan trọng, điều chỉnh bốn căn kia vận hành nhịp nhàng và hữu hiệu. Do đó, niệm căn không bao giờ có sự giới hạn hay được xem là quá nhiều. Chánh niệm luôn quan trọng và cần thiết ở mọi nơi, mọi lúc, như muối cần cho thức ăn, như vị quan tài ba điều hành mọi chức việc nhà vua giao phó. Năm căn cũng được ví như một cỗ xe ngựa, và niệm căn nắm vị trí người cầm cương, giữ phương hướng và tốc độ cho bốn ngựa cùng phi đều đặn và thích nghi. Về quân bình năm căn, chú giải có đưa thêm vài giải thích sau. Trong thiền chỉ hay thiền vắng lặng samatha, tính căn mạnh mẽ được chấp nhận. Lý do là để đạt các tầng thiền định, cần phải có niềm tin thật mãnh liệt vào lời dạy của Đức Phật mới có đủ động cơ hữu hiệu để hạ thủ công phu nhập các tầng thiền. Định căn sâu mạnh cũng rất thích hợp và cần thiết cho sự thực tập thiền chỉ để có thể nhập vào các tầng thiền định, từ sơ thiền đến tứ thiền hoặc cao hơn. Trong thiền minh sát Vipassana, tuệ căn mạnh mẽ, thích hợp và cần thiết để đẩy mạnh khả năng xuyên thấu thực tướng của các hiện tượng hữu vi, vì minh sát cũng có nghĩa là trí tuệ. Định căn mạnh, nếu không được niệm căn kiểm soát hữu hiệu, thì dễ khiến cho hành giả thụ động, dễ vui, thả lỏng, tinh tấn. Niệm căn càng vững mạnh càng tốt, vì khi các căn khác vượt trội hay yếu ớt, chánh niệm sẽ điều chỉnh thích nghi hữu hiệu. Tóm lại, trong thiền chỉ cũng như thiền quán, chánh niệm luôn là một yếu tố tối quan trọng giữ quân bình cho tất cả các căn. Khi ngũ căn được thiết lập thăng bằng và vững vàng, sẽ trở thành một sức mạnh ngăn ngừa được các pháp triền cái, các chướng ngại của tâm, không cho chúng có cơ hội sanh khởi. Ngũ căn cũng được thấy trong thất giác chi, như niệm giác chi, tức là niệm căn, trạch giác chi, tức huệ căn, tinh tấn giác chi, tức là tấn căn, định giác chi, tức là định căn. Bốn căn trong ngũ căn cũng có mặt trong bát chánh đạo là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Như vậy, lĩnh vực nào về phương diện thực hành cũng đòi hỏi các căn phải hoạt động đồng thời và hài hòa mới có thể dẫn đến kết quả viên mãn. Tóm lại, có hiểu biết về chức năng và sự vận hành của năm căn, các bạn mới thấy được là hành thiền quán không phải dễ. Sư không muốn làm nản lòng các bạn, nhưng quả thật, việc hành thiền rất tinh tế, đòi hỏi một công phu bền bỉ, một kỹ năng chính xác. Chỉ cần các tâm sở không cân bằng một ít thôi, cũng có thể gián đoạn công trình tập trung tâm ý mà bạn đã cố gắng thiết lập. Cầu mong các bạn luôn giữ được niềm tin mạnh mẽ và tâm quyết định vững chãi để tiếp tục trau dồi miên mật khả năng quân bình các căn trong khi thiền tập. Như Lai Thiền Viện, ngày 17 tháng 11 năm 2000.